Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Yên Bái chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai. Sáng ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai do hoàn lưu của bão số 3 gây ra tại thành phố Yên Bái. Tham gia cùng đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đào Thị Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Yên Bái. Kiểm tra những thiệt hại tại khu vực phường Hồng Hà, nơi có hơn 2.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước nhiều ngày qua, từ 2 đến 4 mét với những thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ, thăm hỏi, động viên nhân dân và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại đây, thời tiết đã tốt hơn, nước lũ đã rút, song bùn đất và rác thải vẫn ngổn ngang trên đường phố và nhà dân, công sở. Các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ đang huy động tối đa lực lượng dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Thủ tướng Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời mong muốn tất cả người dân cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn lúc này. Thăm tại trường mầm non Ánh Dương, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điểm hỗ trợ 170 người dân lưu trú trong những ngày bị ngập, ảnh hưởng của mưa bão. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ đã trân trọng tinh thần, thương người như thể thương thân của Ban giám hiệu nhà trường, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong lúc khó khăn về nhà ở có nơi ở an toàn, tránh mưa lũ. Thủ tướng động viên bà con thời tiết nắng ráo, nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thực địa điểm sạt lở đất tại khu vực km 2, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái. Đây là khu vực bị thiệt hại khá nặng do sạt lở đất với hàng chục nhà bị sập đổ hoàn toàn và sạt ta luy dương. Nhận định đây là khu vực sạt lở lớn, ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả nhanh chóng, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cao. Thăm hỏi, động viên các hộ gia đình ở khu vực này. Thủ tướng đề nghị các hộ dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động di rời, ưu tiên bảo vệ an toàn tính mạng, đùm bọc những gia đình gặp nạn, có nhà bị sập, nhà phải di rời. Ngay sau buổi thị sát, kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn thành phố Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.